áo xanh với các chị yêu nhá. Ba lỗ này của em thì hàng cao cấp ấy, em còn ít em tặng các chị yêu giá này thôi. Các chị yêu lên cho em ba lỗ Prada kèm số cho em này. Ba lỗ này nhà em hôm nay có màu xanh là 1 này, màu đen là 2 này. Màu đen là 2 này, màu trắng cho em là 3, hồng là 4 và gì ạ? Màu trắng là hồng là 1, trắng là 2, đen là 3 và xanh cho em là 4, 4 tông màu các chị nhá. Hàng này ba lỗ của em không phải ba lỗ thường các chị, ba lỗ của em là hàng siêu cấp các chị ơi. Hôm nay em chia khách hàng cho em là 99 một cái, mua 2 cái miễn phí ship. Các chị lên cho em là ba lỗ Prada kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Em mặc thích lắm các chị ạ. Nói chung là bây giờ mùa hè các chị yêu chỉ cần mặc một chiếc quần bom lụa như này này, mix với một chiếc áo ba lỗ này, các chị đi đâu cho em vừa đẹp vừa xinh mà nhìn nó thời trang. Áo này nhà em thì màu nào cũng đẹp các chị nhá, và hàng của em là hàng phun đá rơi như này. Và chưa bao giờ có cái giá này, bình thường áo này sẽ là 160 một áo. Nhưng ngày hôm nay chia khách hàng cho em với giá là bao nhiêu ạ? 99k một cái, mua 2 cái. Miễn phí ship các chị nhá, có xanh là 1, có đen là 2, có trắng là 3 và có hồng cho em là 4. Còn các chị yêu mà mặc áo ba lỗ là trang rồi, chị yêu biết thứ nhất là đá này bảo hành không rơi này, thứ hai chất không bạc màu cho em, xanh là xanh đẹp, hồng là hồng nét cho em, trắng đen thì không phải nói đâu các chị yêu ạ. Toàn những cái màu đỉnh cao như này, có ai bán một con ba lỗ đá đẹp như này, phun đá như này, xịn sò như này, 99 một cái, 2 cái miễn phí ship các chị? Không bao giờ có các chị ạ. Nên là các chị phải tranh thủ lấy cho em cái dáng ba lỗ nhà em, mặc lên là chỉ có sang rồi chảnh thôi, chứ còn ba lỗ bình thường thì đầy. Nhưng mà ba lỗ bình thường các chị mua con ba lỗ trơn bình thường thôi, 2 giây trơn bình thường thôi, cũng không có giá này cơ mà. Đây của em bán tặng ngày hôm nay, đây là live tri ân các chị nhá, thì mới có giá là 99 một cái. 2 cái cho em là bao nhiêu ạ? 2 cái là được miễn phí ship cho em các chị nhá. Ngon thì là rất ngon ạ. Toàn màu đẹp cho em các chị nhá, không có cái màu xấu cả. Eo ơi, xanh của nó nét như Sony cho em này, hồng cũng gọi là mê sơ lê cho em các chị ơi, trắng đen thì còn là những màu truyền thống cực đẹp. Quần đang mặc trên người có bán chị yêu, quần này lên cho em quần bom lụa kèm màu kèm xuống cho em. Quần này nhà em đang chia khách hàng cho em với giá là 129k. quần bom lụa siêu cấp này, mặc sướng cực các chị ạ, nhẹ như không mặc luôn. Nếu mà chị nào mùa hè mà kiểu là ngại mặc quần dài nhá các chị nhá, mặc không sướng không nhẹ mà kiểu không thích ý, các chị lấy quần này cho em, nhà em về bán bao nhiêu các chị ạ? Đủ 3 size ML 40 cho em, 63 cân cho em, form cực đẹp luôn, không nhăn không nhào, mặc rất là xinh này đi này. Các chị thấy không, sướng không? Mê cực kỳ cho em cái quần bom lụa này, thật sự từ ngày của nó em đang gọi là không thèm mặc quần đùi nữa. Quần đùi nhiều khi nó cò, nó ngắn này, nó cọ này, nó bó, nó khó chịu. Nhưng quần này nhá, dài nhá, nhưng mà mặc như không mặc luôn mà còn bảo vệ làn da cho chị em nhà mình đúng không? Nhất là chị nào phải hay đi lại nhiều hay là ngồi đi bán hàng, đứng lên ngồi xuống nhiều, nhất là phải quần này cho em các chị ơi, rất là rẻ nhá. Có trăm bao nhiêu ạ? 129.000, có 3 màu cho em là ghi là 1 này, được chưa? Đen là 2 và trắng cho em là 3. 3 màu, màu nào cũng xinh, rẻ nghĩ cho nhưng mà mặc thì cực kỳ sướng cho em. Đấy, quần này 129k, còn áo chị lên cho em là 3 lỗ gì ạ? 3 lỗ Prada. 3 lỗ Prada kèm màu kèm số cho em, chia khách hàng bao nhiêu ạ? 199k một áo, cho em mua 2 áo miễn phí ship cho em, tập trung vào nha. Các chị ơi nhìn cái áo nha em, các chị nhìn cho em từng cái đường vo cổ này, nhìn cho em từng cái mác hay đá trên cái áo, các chị nhìn cho em cái áo ba lỗ nó siêu xịn cho em rồi. Mà ngày hôm nay chị ân 99 như một cái, mua 2 cái miễn phí ship. Các chị ơi nhanh đây lên cho em ba lỗ kèm màu kèm số, thích đen lấy đen, thích trắng lấy trắng, thích hồng lấy hồng và thích xanh lấy xanh. Ok, một xanh một hồng có đơn chị Hương Quỳnh ạ. Đen trắng hai màu chị Hồng Mai có đơn là chị Thủy Tú, lấy một xanh với là một trắng có đơn cho em nhá. Quần ba lỗ quần bom lụa chị ơi, quần này là quần bom lụa. Quần bom lụa các chị lên em quần bom lụa trắng, đen và ghi kèm số này cho em. Quần em xiên là bao nhiêu tiền ạ? Quần 129k nhá các chị nhá. Em mặc sang áo ba lỗ màu hồng này, áo ba lỗ đẹp như này mà chi ân 99 một cái, mua 2 cái miễn phí ship. Đẹp từ cái điền vo cổ, đường vo bo cổ này, đá thì đá rơi xịn sò cho em như thế này mà giá đúng là chưa bao giờ có cuộc đời các chị ạ. Đá chưa bao giờ có cuộc đời cho em luôn, phải tranh thủ lấy cho em các chị nhá, tranh thủ lấy cho em. Chất của nó là chất tăm chứ không phải cốt tông đâu. Cốt tông không bỏ có màu nét và đẹp được như thế này. Cốt tông không bỏ có màu nét và đẹp được như thế này. Các chị ơi nhìn dáng quần này, quần của em dáng là dáng bong bong xinh lắm các chị ạ. 129 một quần cho em. Quần sẽ có 3 size S, M và L cho em các chị ơi. 3 size S, M và L và 3 màu nhá. Quần này em bán rất là chạy luôn. Nếu mà em chăm nhắc lại này, nếu cái size quần này size to đấy, nếu mà các chị yêu này mặc quần nhà em nhá, nếu mà các chị yêu nhá mặc quần nhà em, để ý hàng về kiểm tra nhá. Nếu mà các chị yêu mặc quần nhà em ý, các chị đã mặc ấy, các chị sẽ thấy cho em là gì ạ? Thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó sướng, thứ ba là rất là mềm cho em luôn, cực kỳ xịn sò. Không bao giờ có giá như thế này trong cuộc đời đâu các chị ạ. Các chị tranh thủ lấy cho em 129.000 cho em một quần các chị nhá. 3 màu cho em, đen là 1, trắng là 2 và ghi cho em là 3. Nhanh tay để tập trung một tí đi Linh ơi, mệt quá rồi. Họ đéo like nữa rồi còn like đéo không thế. Các chị lên cho em là áo ba lỗ cho mặc trên người cho em là ba lỗ Prada kèm số điện thoại giùm em. Các chị nhá, màu này mặc trên người cho em là màu màu hồng ạ. Màu hồng cho em ạ. 99 một áo, mua 2 áo miễn phí ship tầng giường. Deal chưa bao giờ hời như thế. Và các chị nhìn cái áo này, màu nó đẹp, chất nó xịt như thế này,
cái mắc Prada nó sáng bừng tổ quốc cho em cái này. Mùa này không mặc ba lỗ thì mặc cái gì, đúng không ạ? Mùa này không mặc ba lỗ thì mặc cái gì các chị ơi? Lên cho em ba lỗ Prada xanh này. Yêu em màu này, ta nói là hàng xịn thì cái màu nó sướng mắt, không cần mặc ngắm cái màu trong người yêu được cả ngày các chị nhá. Này trắng này, được chưa? Trắng tinh đẹp này, xanh này, yêu ơi ta nói quá xịn luôn các chị yêu ạ. Này đen này, được chưa? Đen tuyền luôn này, đá rơi này, đẹp sang chưa? Mặc con ba lỗ này mới cái quần sóc này là đi đường là cháy phố cho em được rồi, không phải suy nghĩ nhiều. 99 một cái, mua hai cái miễn phí. Miễn phí C3. Lên cho em ba lỗ Prada kèm. Kèm màu, kèm số. Thích trắng lấy trắng, thích trắng lấy xanh, không thích trắng lấy xanh lấy gì ạ? Lấy đen ạ. Không thích đen lấy màu đâu mà trên người cho em lá. Màu hồng ạ. 99 một cái, mua hai cái. Miễn phí. Nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt quá đơn. Đẹp các chị ơi, lên nhanh cho em các chị nhá. Còn quần các chị lên cho em một quần bom lụa 129k các chị ơi. Quần bom lụa 129k, quần này mặc cho em bảo hành, thứ nhất là không nhăn không nhàu, thứ hai là siêu nhẹ siêu sướng. Bà nào mà mặc quần dài đi làm mà khó chịu đứng lên ngồi xuống nhiều, phải vận động nhiều, hoặc là không vận động được mà mặc cái quần dài các bà cảm thấy khó chịu không muốn mặc thì các chị lấy cho quần này cho em. Đã lắm, 129k một quần bom lụa kèm màu kèm xuống cho em 129k. Đấy còn có màu ghi nữa các chị ơi. Ba màu siêu sang cho em nhá, ghi là 1, đen là 2 và trắng cho em là 3. 129.000 ba size SML đến cho em là 63 cân các chị ơi. Áo thì có 99.000 một cái, mua hai cái miễn phí ship. Hàng cho em Prada xịn và có đính đá rơi đá này nhá, giặt máy thoải mái cho em, rơi viên nào lấy răng em đền viên đấy, được chưa? Các chị ơi mặc phê lắm, được chưa? Một hồng một trắng áo ba lỗ này, bốn màu áo ba lỗ luôn ok này, quần trắng áo hồng ok này, Minh Hương ok, lấy một áo xanh và áo đen có đơn cho em, áo trắng áo xanh ok có đơn nhất tình yêu ơi. Nhanh tay dùm em áo ba lỗ Prada kèm màu kèm xuống đây cho em. 99 như một cái, mua hai cái miễn phí ship ạ. 99 như một cái, mua hai cái miễn phí ship ạ. Quá ngon, tôi mặc nó các bà màu trắng, màu đen trước đi, đẹp lắm các bà, giá hời vãi đái luôn em ơi. Nó phải là đỉnh cao đây này, đây là live chiên thôi, còn bình thường là ba lỗ này 150.000, không có giá này đâu ạ. Bình thường là 150 các chị nha. Hàng của nó nhìn các chị, nhìn hàng bình thường làm gì có cái màu đỉnh như này, nên em bảo các chị rồi, mùa này không mặc ba lỗ mặc cái gì, những con ba lỗ này của em nhá. Mix xương xương một cái chân váy thôi, xương xương một cái quần bom lụa như này thôi, à, lên đường cháy phố cho em đủ đẹp rồi, không cần xi la nhô gì nhiều cả các chị ạ. À, mê lắm các chị ơi. 99k một cái, mua hai cái miễn phí ship ạ. À, hai cái miễn phí rồi ok. À, lên cho em áo ba lỗ Prada kèm kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đỉnh cao, đỉnh cao, bình thường bán lẻ trong giữ một cái, ngày hôm nay dọn kho 99.000 hai cái, mua hai cái miễn phí ship. Ba lỗ Prada đá rơi cho em, đá rơi cho em nữa, trời bo viền này, bo viền này, dạ, và nó đỉnh cho em như thế này. 99 một cái, mua hai cái miễn phí ship nhanh tay. Chốt đơn. Đấy mà các chị phải nhìn nhá, nói là phải chị phải nhìn hàng này của em này, hàng xịn cái màu nó khác, các chị nhìn cái tông không, nó khác hoàn toàn cho em, mà nó đậm màu mà nó tươi màu, nó thấm màu của em luôn. Đấy, mát thì bóng lừ đẹp nhức nách cho em như thế này, bán giá này có bao giờ có không ạ? Không bao giờ không có. Chị ơi nhanh tay rồi em, ba lỗ Prada kèm màu đen, màu xanh, màu trắng và màu hồng kèm xuống đây cho em nhá. Một xanh một hồng ok, thủy tú này, đen trắng hai màu ok, kiền cương này. Chị Linh Hương ok, lấy cho chị một đen với là một xanh nghĩa trang ok, màu nào cũng đẹp với cái màu siêu trắng da các chị ơi, siêu trắng da cho em. Ba lỗ Prada kèm màu kèm xuống đây cho em, 99k một cái, mua hai cái miễn phí ship. Đẹp rất đẹp ạ. À, rất là đẹp ạ. Còn quần này các chị ơi sướng lắm ý, mặc cái quần mà cả ngày, ta bảo là đi cả ngày cảm giác như không mặc gì đúng không chị nhá. Đấy mới là đỉnh cao, chị nào chưa có quần này đúng không? Cuộc đời chưa biết sướng là gì các chị ạ. Đấy, ba lỗ kèm màu kèm xuống tay cho em 99.000 một cái, mua hai cái miễn phí ship. Quần cho em 129k một cái. Thích màu nào lên cho em màu đấy. Quần thì chi ân là 129, mặc cho em từ 40 đến 63 cân, có size quần SML. Chưa? Màu ghi là 1, màu đen là 2 và màu trắng cho em là 3. Chị các chị lên cho em quần bom lụa kèm. Kèm màu kèm số điện thoại. Quá đẹp cho em luôn. Ok, mặc nó màu trắng áo nha. Rồi ok, Phương Anh có đơn cho em thì yêu ơi. Rồi ok, chị Đào Yến nha. 129.000 một áo trong live stream ngày hôm nay chị yêu ạ. 129.000 một áo trong live stream ngày hôm nay. Hàng này siêu đỉnh luôn. Cái hàng này chưa bao giờ có sale cả. Bình thường bán lẻ của 150 một cái áo nó đã rất là chạy rồi. Nhưng mà ngày hôm nay các chị mua áo ba lô đẹp như này cho em. Chi ân cho các tình yêu là 99.000 một cái, mua hai cái miễn phí ship ạ. Hàng có đính đá chị ạ. Hàng có đính đá chị ạ. Tầm này cứ ba lỗ này. Mix một chiếc quần như này cho em vừa tây vừa xịn. Đi sân bay hay đi đâu cho em chụp ảnh đứng vắt chân chiếc mũ cũng đẹp quá chị ạ. Nó đẹp xuất sắc cho em luôn, chia khách hàng 100. Cái áo là 99k. Áo ba lỗ Prada 99k một cái, mua hai cái miễn phí ship ạ. Đẹp quá. Ma áo là ma áo ba lỗ Prada kèm số điện thoại giùm em 99k một cái, mua hai cái miễn phí. Thích đen lấy đen, thích xanh lấy xanh, không thích xanh lấy hồng ạ. Không thích hồng lấy trắng ạ. 99k một cái, mua hai cái miễn phí ship, mua cho em đủ bốn màu về từ đồ mặc.
đẹp lắm. Lên đường đi chơi không cần nhiều, chỉ cần em này đã đủ thành liều các chị ơi, xuất sắc cho em luôn. Hà anh ok, có đơn cho em lấy quần trắng áo trắng và một áo đen đấy nhé. Ok tình yêu nhá. Rồi ok, Đỗ Tú lấy 4 màu áo cho em, Phương Son lấy 2 áo xanh hồng có đơn ạ. Thùy Trang ok, một đen một trắng có đơn cho em. 99k một cái, 2 cái miễn phí. Miễn phí ship áo ba lớp Prada kèm màu kèm. Số điện thoại giúp em. Không thích áo thì lấy quần thì lên cho em mã quần là quần bon lụa kèm màu kèm. Số điện thoại thích giúp màu em ạ. Ghi lên cho em quần màu gì ạ? Màu ghi ạ. Không thích màu ghi lên cho em quần màu gì ạ? Màu đen ạ. Không thích màu đen lên cho em quần màu gì ạ? Quần màu trắng ạ. Lá quần lá 129 bon lụa kèm, số điện thoại giúp em nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Rồi ok, Hồng Thúy mặc em lại xem áo màu xanh ok em yêu. Màu xanh nào. Xanh đúng không? Đẹp nhức nách chưa? Này. Màu như các bạn là nhìn một phát gọi là rụng trứng luôn. Áo đẹp như này 99 một cái, mua 2 cái miễn phí ship chốt không? Chốt luôn. Quá à. Chốt luôn các chị ơi, nhanh tay. Chốt đơn. Nhanh tay. Chốt đơn. Em mặc lại xanh nhá các chị ơi, để số điện thoại cho em đi ạ. Những chị nào chưa có số điện thoại đều bổ sung số điện thoại, không là không có hàng đâu chị ơi.